Thánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 247 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tư Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói đến khu vực rìa hắc ám Viêm Long vực giới, có một chiếc phi chu xuất hiện, là chiếc vực giới phi chu do Lôi Tinh Chúa Tể điều khiển. Trong phi chu đang có 6 bóng người, gồm một sinh vật hình người màu vàng, 4 sinh vật hình người màu đen, một nam nhân áo tím, tóc tím. Bọn họ là lang chủ tướng quân, 4 đế quân áo đen của Băng Phong quân đoàn và Lôi Tinh Chúa Tể. Lang chủ lạnh băng nhìn nam nhân áo tím tóc tím nói: "Lập lời thề." Lôi Tinh Chúa Tể cười rồi: "Rồi rồi, bệ hạ cô độc có lệnh thì ta nào dám trái lệnh đây. Lôi Tinh ta thề bằng sinh mệnh." Lôi Tinh Chúa Tể bị buộc lập lời thề không được lộ ra tin tức liên quan đến hỗn độn nguyên thú cầm hỏa thần. Lang chủ phất tay ném ra một pháp bảo chữ vật: "Ngươi đi được rồi." Sau đó lang chủ tướng quân mang theo 4 đế quân áo đen dưới trướng bay ra bên ngoài. Vèo, vực giới phi chu đi nhanh, chỉ còn lại lang chủ tướng quân và 4 đế quân áo đen ở bên rìa của hắc ám. "Tướng quân, chẳng nhẽ nhịn cơn tức này như vậy sao?" 4 đế quân áo đen không cam lòng, đã bao giờ bọn họ chịu thiệt lớn như vậy đâu, còn phải nuốt ngược vào bụng ư? Theo thói quen của Băng Phong quân đoàn, nếu ai dám khiêu khích thì hùng hổ đánh trả lại, nên bệ hạ cô độc mới giết 3 dị vũ trụ chi chủ. Lang chủ tướng quân lạnh lùng nói: "Các người đã biết mệnh lệnh của bệ hạ rồi, bệ hạ có lệnh thì chúng ta phải làm theo. Giờ bệ hạ không để ý Bắc Minh đạo quân gì đó, thứ bệ hạ quan tâm là con hỗn độn nguyên thú kia. Tương lai có con hỗn độn nguyên thú đó là Băng Phong quân đoàn chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều." 4 đế quân áo đen nghĩ đến sự đáng sợ của cầm hỏa thần liền tim đập nhanh. "Những ngày tiếp theo chúng ta yên lặng ẩn núp trong Viêm Long vực giới, chú ý từng động tĩnh của Bắc Minh đạo quân, đợi hắn hợp đạo thất bại." Tin tức hỗn độn nguyên thú như sấm mùa xuân nổ trong liên minh 16 vực giới, làm đám chúa tể đế quân cũng phải ngơ ngẩn. Bệ hạ cô độc đạt phong lãnh chủ âm thầm chờ, bọn họ đợi kỳ linh hợp đạo thất bại. Một lão già mặc áo đỏ tà ác tỏa ra mùi máu tanh nồng, đứng giữa hư không thở dài nói: "Đi đi." Đám đế quân tà ác đứng sau lưng lão già, các đế quân cũng không cam lòng lao nhau lên: Chúng ta cứ như vậy đi sao?" Lão nhân áo đỏ lắc đầu nói: "Chúng ta thất bại, Bắc Minh đạo quân nhiều lần trốn thoát sát giới, thậm chí khiến chúa tể làm người đi theo. Còn có một con hỗn độn nguyên thú, chúng ta không cách nào so sánh được đâu. Nếu chúng ta còn ở lại Viêm Long vực giới, với sức ảnh hưởng của Bắc Minh đạo quân, chỉ e cả bọn chúng ta sẽ nhanh chóng bị giết hết thôi. Giờ đường sống duy nhất còn lại là rời khỏi Viêm Long vực giới này." Lão nhân áo đỏ khẽ thở dài: "Chúng ta tách ra đi, phiêu bạt, rời đi mới còn đường sống. Chỉ tại huyết vân ta không đủ thực lực, thật hổ thẹn." Vèo, huyết vân đế quân nổi tiếng lễ lừng, có thực lực thánh thành chi chủ, cứ như thế xe sách thời không cất bước đi một mình. Các đế quân nhìn nhau cực kỳ không cam lòng, vì để phiêu bạt đến vực giới khác ít nhất mất 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên quá lâu. "Vũ trụ hỗn độn rồi sẽ có nơi cho chúng ta sinh tồn thôi, đi nào." Đám đế quân nhanh chóng quyết định hoặc đi một mình hoặc 2-3 người hợp tác rời đi, bắt đầu con đường phiêu bạt chạy trốn. Dù sao kỷ linh từng nói muốn giết hết cả đám ma đầu trong phi tuyết ma cung, bọn họ không dám ở lại. Bên trong thiên thương cung, đám mang nhai chúa tể đã đi, dịch ba đế quân cũng từ biệt với kỷ linh. Kỷ linh kinh ngạc lưu luyến hỏi: "Dịch ba đại ca cũng đi luôn hay sao?" Dịch ba đế quân cười nói: "Ta trở về chỉ muốn xem lực lượng gì xuất hiện trong quê hương, đã thấy cầm hỏa thần cũng làm quen với Bắc Minh thì đã đủ rồi, ở bên ngoài ta còn có công chuyện." Kỳ linh gật đầu. Dịch ba đế quân cười nói: "Giờ ngươi có cầm hỏa thần, mà chỉ có 2 vị dám mơ ước đến cầm hỏa thần là bệ hạ cô độc của Băng Phong quân đoàn và Đạt Phong lĩnh chủ. Trong 2 người này, bệ hạ cô độc sát tính rất nặng, kiến thức ít một chút, lúc trước chỉ may mắn được kho binh khí chuẩn bị chiến đấu của Tây Tư tộc mới đột nhiên vươn lên,
còn Đạt Phong lĩnh chủ thì lại khác đấy. Lập công lao lớn trong chiến tranh thượng cổ, được vài vị chí tôn chỉ điểm, tầm mắt của Đạt Phong lĩnh chủ rộng rãi hơn nhiều, nên sống càng nội liễm hơn. Dịch Ba Đế Quân dặn dò Kỳ Linh: trong hai người này, Đạt Phong lĩnh chủ càng là khó dò. Nếu tương lai người hợp đạo thất bại, có gì muốn gửi gắm, có thể mời Đạt Phong lĩnh chủ hỗ trợ. Lão già này rất biết giữ chữ tín. Kỳ Linh ngây ra, Dịch Ba Đế Quân rất là cảm khái nói: đương nhiên, ta hy vọng người sẽ hợp đạo thành công. Vì những gì người thấy mới chỉ là một góc nhỏ trong vũ trụ hỗn độn bao la. Mới chỉ có một Viêm Long vực giới, còn cảnh tượng thần kỳ gấp ngàn lần, vạn lần mà ngươi chưa được thấy. Có vô số bí mật ngươi chưa tìm kiếm. Bắc Minh, ta rất hy vọng ngươi hợp đạo thành công. Khi đó ta cũng được hưởng lấy, đến nhiều chỗ ta cũng không dám đi. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: sao, lại càng nhiều nơi thần kỳ ư? Dịch Ba Đế Quân gật đầu hỏi: ngươi mới đi qua được bao nhiêu chỗ đấy? Kỳ Linh đáp: ta từng đi một dị vũ trụ, còn có Viêm Long vực giới. Dịch Ba Đế Quân nói: quá ít, dị vũ trụ do chí tôn tùy tiện sáng tạo, bên trong rất là bình thường. Vũ trụ hỗn độn mênh mông, Tây Tư tộc chỉ là một phần trong đó. Kiến thức sự thần kỳ của vũ trụ hỗn độn mới biết mình nhỏ bé. Thế nên Đạt Phong lĩnh chủ từng đi theo chí tôn mới nội niễm. Bệ hạ cô độc, tầm mắt nông cạn mới hoành hoang, chỉ biết ý vào chút binh khí của Tây Tư tộc để lại kia. Bàn về thực lực thì những dị vũ trụ chi chủ có thể hoàn mỹ hợp nhất tâm lực, thần niệm mới thật sự đáng sợ, mới gọi là đại năng đỉnh cao đích thực. Kỳ Linh gật đầu: nếu dị vũ trụ chi chủ có thể có hoàn mỹ hợp nhất tâm lực, thần niệm thì đúng là càng lợi hại. Lúc trước Kỳ Linh nhận truyền thừa của hơn 300 chúa tể, thần đế Hòa Lung nằm trong số đó. Thần đế Hòa Lung là dị vũ trụ chi chủ, sáng tạo ra thần đế Đại Diệt Tuyệt, thuật giống pháp môn tâm kiếm thuật. Thực lực mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ bình thường rất nhiều. Dựa vào sức của mình, thần đế Hòa Lung có thể đấu cứng với hỗn độn nguyên thú. Dịch Ba Đế Quân lại gật đầu nói: nhưng nói đi phải nói lại, uy năng binh khí chiến tranh Tây Tư tộc khác nhau. Về hạ cô độc có vài món có thể giết dị vũ trụ chi chủ bình thường, thậm chí hủy đi một tòa dị vũ trụ. Tuy tầm mắt không được cao, thế nhưng bệ hạ cô độc không dễ chọc vào đâu. Binh khí chiến tranh Tây Tư tộc thật sự rất đáng sợ. Ngươi phải cẩn thận với hắn một chút đi. Kỳ Linh gật đầu nói: ta hiểu rồi. Dịch Ba Đế Quân nhìn Kỳ Linh: lo tu luyện đi, một hơi hợp đạo thành công. Vì trong vũ trụ hỗn độn có rất nhiều thứ thần kỳ mà ngươi chưa từng gặp. Như cảnh tượng thần kỳ rung động ta nhất là một vị tôn chủ Tây Tư tộc bị giam cầm mãi mãi. Uy thế đáng sợ đó chỉ một cái bóng mơ hồ, đứng xa xem đã rung động rồi. Thôi không nói nữa, đây là một món báu vật. Dịch Ba Đế Quân đột nhiên lật tay lại, một báu vật hình lập phương nằm trong tay y. Dịch Ba Đế Quân rút nhẹ một vật hình trụ trong suốt ném cho Kỳ Linh. Dịch Ba Đế Quân nhìn thẳng Kỳ Linh nói: người chỉ cần bóp nát nó thì báu vật của ta sẽ cảm ứng được. Sau khi ta biết về, sẽ chạy về Viêm Long vực giới với tốc độ nhanh nhất. Kỳ Linh hơi cảm kích nói: đa tạ. Dịch Ba Đế Quân cảm khái: ngươi và ta mới gặp như quen đã lâu. Trước khi đi, ta còn lời cuối cùng muốn nói. Dịch Ba Đế Quân quét mắt xung quanh, pháp lực dâng lên ngăn cách âm thanh. Kỳ Linh thấy Dịch Ba Đế Quân cẩn thận như vậy, không cho cầm hỏa thanh ma ở bên cạnh nghe thì hơi ngạc nhiên. Dịch Ba Đế Quân nói: mấy ngày nay ta âm thầm hết sức thôi diễn giúp ngươi. Kỳ Linh nâng cao tinh thần. Dịch Ba Đế Quân nhìn hắn: người hợp đạo có ảnh hưởng lớn, ta đã hết sức nhưng chỉ trông thấy một chút thôi. Dịch Ba Đế Quân không nói ra, vì thôi diễn y thậm chí đã phải dùng hết báu vật cực kỳ quan trọng nhất của mình, không thì một chút xíu mơ hồ cũng không thấy được. Kỳ Linh cẩn thận lắng nghe: sao, nhìn thấy một chút ư? Dịch Ba Đế Quân gật đầu nói: mơ hồ, mông lung, ta chỉ có thể nói đó là một mảnh hắc ám. Kỳ Linh biến sắc mặt hỏi: sao, ý của huynh là... Dịch Ba Đế Quân gật đầu: không có một chút cơ hội sống, ít ra trong cái ta đã thấy là ngươi hợp đạo nhất định thất bại. Kỳ Linh không chấp nhận được hỏi: chắc chắn là như vậy sao? Dịch Ba Đế Quân nói: đừng nóng vội, tiếp theo là điều ta muốn nhắc nhở ngươi.
Đạo thôi diễn, không có định trước được đâu. Tương lai có khả năng vô hạn. Nếu ngươi phải nắm bắt tất cả kỳ ngộ, tranh thủ một đường sự sống, bất cứ báu vật, ngoại lực nào đều phải bắt lấy hết, cố gắng tăng thêm hy vọng. Dịch Ba Đế Quân nhìn Kỳ Linh chăm chú. Ngươi không liều thì thua chắc thôi, liều một phen có lẽ có hy vọng. Lời đã nói hết rồi, ta đi đây. Dịch Ba Đế Quân quay đầu, cất bước phá không rời đi. Nỗi lòng Kỳ Linh dao động mạnh, hắn tự nhận hiện giờ cảnh giới đã cao, ai ngờ Dịch Ba Đế Quân cho rằng không có chút hy vọng. Kỳ Linh gật gù. Muốn đạo trung cực hợp đạo thành công thì phải liều thôi, không được chỉnh máng. Cầm Hỏa lắc lư đến gần hỏi. Chủ nhân, Dịch Ba đó đi rồi sao? Kỳ Linh gật đầu nói. Đã đi rồi, những ngày tiếp theo sẽ rất bình tĩnh, không ai đến quấy rầy chúng ta đâu. Kỳ Linh lên kế hoạch tiếp tục tu luyện, luyện các đạo khác cùng đến cấp thánh thành chi chủ. Vậy thì đủ điều kiện Khải Chí Tôn để lại sẽ được nhận báu vật của Khải Chí Tôn. Đó là báu vật Khải Chí Tôn cho rằng giúp ích rất lớn cho việc hợp đạo. Kỳ Linh đang cần loại báu vật này. Thanh Ma liền hỏi. Tiếp theo có việc gì không? Bắc Minh định bế quan tu luyện trong Thiên Tương Cung sao? Kỳ Linh gật đầu nói. Thế nhưng trước khi bế quan tu luyện thì ta định đi ra hỏa cảnh một chuyến. Trong ra hỏa cảnh còn đang bắt nhốt một vị chúa tế. Mắt Thanh Ba sáng rực lên. Là Đông Hỏa sao? Bên trong ra hỏa cảnh, trong đường lửa chỉ còn lại Đông Hỏa chúa tể. Đông Hỏa chúa tể mặc áo màu bạc, điển trai đến yêu dị, ngồi khoanh chân trong không trung đường lửa. Đông Hỏa chúa tể rất có kiên nhẫn, đã trở mặt với Bắc Minh đạo quân rồi thì gã chờ ngày hắn hợp đạo thất bại, khi đó gã vẫn có cơ hội sống mà ra ngoài. Đông Hỏa chúa tể chợt biến sắc mặt. Cái gì? Hỗn độn nguyên thú sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể được. Trong mắt của Đông Hỏa chúa tể chất chứa hãi hùng, gã luống cuống chẳng còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Trong liên minh 16 vực giới đã đồn khắp nơi tin Bắc Minh đạo quân thuần phục một con hỗn độn nguyên thú. Pháp thân của Đông Hỏa chúa tể ở bên ngoài tất nhiên có liên lạc, biết được tin tức này. Đối với chúa tể đạo quân khác đây là việc vui, nhưng với Đông Hỏa chúa tể là sét đánh giữa trời xanh. Đông Hỏa chúa tể làm việc tàn nhẫn không có điểm giới hạn. Năm xưa định bắt cóc Thiên Thương Cung uy hiếp Kỷ Linh, từng đánh nhau với pháp thân của hắn nhưng bị Mang Nhai chúa tể ngăn cản. Về sau ở trong đường lửa, Đông Hỏa chúa tể không hoàn toàn thỏa hiệp, gã muốn nhìn ngài Bắc Minh đạo quân thân chết đạo tiêu. Gã luôn chờ đợi, không ngờ nghe được một tin khác, tin về hỗn độn nguyên thú. Là thật sao? Hỗn độn nguyên thú, tên Cầm Hỏa thân dễ dàng tàn sát năm đế quân áo đen của Băng Phong quân đoàn ư? Đánh lang chủ tướng quân Băng Phong quân đoàn chạy cuống cuồng sao? Đông Hỏa chúa tể càng sưu tầm tin tức các nơi lại càng kinh khủng. Đế quân áo đen bị trực tiếp tàn sát, Đông Hỏa chúa tể như gã là cái thá gì đây? Đông Hỏa chúa tể không hiểu. Sao có thể như vậy được? Hắn chỉ là đạo quân, sao mà... Sao vậy được? Ta luôn rất cẩn thận mà. Đông Hỏa chúa tể chưa bao giờ mù quáng đối địch với tồn tại đáng sợ thật sự. Tuy gã làm việc không có điểm giới hạn, chuyện gì cũng làm ra được, nhưng nhiều người ghét gã, gã vẫn sống cho đến bây giờ. Thường đi ở bờ sông, rốt cuộc cũng có ngày ướt dày. Đạo quân tầm thường mà gã có thể tùy ý bóp chết được đã mang lại món quà bất ngờ cho Đông Hỏa chúa tể. Không, không, ta không cam lòng. Mặt Đông Hỏa chúa tể đỏ rực, bao nhiêu suy nghĩ nổ lên. Gã nhiều lần liên lạc với bên ngoài xem tin tức, cuối cùng đạo tâm cũng đã sụp đổ. Mắt Đông Hỏa chúa tể đỏ ngầu. Trốn, ta phải trốn thôi. Bắc Minh đạo quân đã đấu với Băng Phong quân đoàn, chứng minh bản tôn không ở chỗ này. Có lẽ ra hỏa cánh đang không có ai điều khiển cả. Đông Hỏa chúa tể sinh ra khát vọng. Vèo. Đông Hỏa chúa tể hóa thành luồng sáng lửa màu trắng, bắt đầu chạy trốn. Quả nhiên không sao hết cả. Đông Hỏa chúa tể bay mấy giây sau không gợi lên bất cứ cấm chế cơ quan nào thì vui mừng. Chắc chắn Bắc Minh đạo quân đã đi ra ngoài rồi, giờ không ai khống chế ra hỏa cảnh cả. Bùm. Sóng gợn đáng sợ quét qua mang theo lực lượng có tính hủy diệt. Bắc Minh đạo quân đứng tim vội né ra sau, còn bị tách lửa trắng thành hai phần. Phụp. Một phần lửa bị sóng gợn quét qua vùng vẫy rồi cuối cùng tắt ngấm. Một nửa lửa còn lại tụ tập thành hình dạng Đông Hỏa chúa tể. Mặt gã tái nhợt, trong mắt có kinh khủng nghĩ mà sợ. Tí nữa thì chết, suýt chút nữa gã đã chết hẳn rồi. Một giọng nói hùng hồn vang vọng mỗi một góc. Đông Hỏa chúa tể,
ta phụng mệnh của chủ nhân, canh chừng ngươi. Đông Hỏa Chúa Tể ngước nhìn bốn phía, biểu tình tràn đầy bất an. Một giọng nói lại lạnh băng cất lên: lần này coi như ngươi hên, lần sau ngươi chết chắc rồi. Con đường lửa này rất dài, ngươi muốn chạy đi phải mất lâu thật lâu. Ngươi tránh được một lần, nhưng ta không tin ngươi né được lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Đó là khôi lỗi cấp đế được Kỳ Linh để lại ở đây, ra lệnh trông chừng. Đông Hỏa Chúa Tể nóng nảy cao giọng nói: Ngươi chủ nhân của ngươi là Bắc Minh Đạo Quân ư? Mau truyền lời giúp ta, nói là ta đã đồng ý. Báu vật của ta, toàn bộ báu vật bao gồm mũ giáp, thậm chí bảo bối vũ trụ của ta đều đồng ý hiến cho Bắc Minh Đạo Quân. Chỉ cần hắn thả ta đi, tha mạng cho ta. Giọng lạnh lùng lại tiếp tục nói: giờ biết xin tha rồi sao? Đông Hỏa Chúa Tể thúc giục: ngươi mau báo cho chủ nhân của ngươi biết đi, ta không muốn đối địch với hắn ta. Dọc lạnh băng lại nói: chờ đi, đợi chủ nhân của ta đến. Ngoài sao hỏa cảnh, một chiếc vực giới phi chu xuất hiện từ khe hở hư không. Kỳ Linh nhìn vòng xoáy lửa to lớn, nhiều lửa nóng cháy cuồn cuộn vô cùng, cười nói: đến rồi, có lẽ Đông Hỏa Chúa Tể đã biết được chút tin tức rồi. Khuôn mặt thanh ma tràn đầy hưng phấn, mắt tỏa ánh sáng nói: chắc chắn hắn biết rồi. Theo ta được hiểu, tính cách của Đông Hỏa Chúa Tể thì hắn đang phập phồng lo sợ. Không chừng Bắc Minh vừa đến, hắn đã van xin rồi. Đi vào nhìn xem. Kỳ Linh cũng hơi muốn xem bộ dạng hiện giờ của Đông Hỏa Chúa Tể. Trước kia, gã cực kỳ bá đạo, hung ác trước mặt hắn. Vèo! Vực giới phi chu vào giao hỏa cảnh, đi nhanh trong đường lửa. Bên trong không gian vang vọng giọng nói: chủ nhân! Là giọng của khôi lỗi cấp đế khống chế đường lửa. Kỳ Linh hỏi: Đông Hỏa còn ở chỗ cũ không? Thanh âm lại vang vẳng: bẩm chủ nhân, Đông Hỏa Chúa Tể từng thử chạy trốn một lần, ta làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, điều khiển cấm chế cơ quan, suýt giết được hắn. Đông Hỏa Chúa Tể sợ không dám chạy tiếp, chỗ đứng cách chỗ cũ rất gần. Thanh ma nhếch mép nói: ồ, muốn trốn sao? Cuối cùng cũng biết sợ. Hắn có thân bất tử, tuy ta mạnh hơn hắn một bậc, thế nhưng không giết được hắn ta. Thế nhưng hiện tại có Cẩm Hỏa Thần, giết Đông Hỏa Chúa Tể dễ như chơi. Nếu muốn trốn thì một số cấm chế cơ quan trong đường lửa này cũng có thể lấy mạng hắn ta. Trốn không được mà không trốn cũng không thể. Tưởng tượng bộ dạng của Đông Hỏa Chúa Tể làm ta thấy sung sướng hẳn lên. Kỳ Linh cũng cười, cũng cảm thấy sảng khoái. Bay nửa ngày sau, rốt cuộc cũng gặp Đông Hỏa Chúa Tể. Đông Hỏa Chúa Tể đang khoanh chân giữa hư không, vẫn điển trai đến yêu dị nhưng hơi thở dồn dập. Đông Hỏa Chúa Tể quay đầu liếc thấy một chiếc vực giới phi chu đã bay đến. Sao? Đông Hỏa Chúa Tể đứng bật dậy. Bốn bóng người bay ra khỏi vực giới phi chu, dẫn đầu là thanh niên áo trắng cõng thần kiếm đen Kỳ Linh. Hai bên hắn là Cầm Hỏa Mập Mạp và Thanh Ma Chúa Tể, Bạch Dung hộ vệ thì đi sau cùng. Đông Hỏa Chúa Tể chào. Ồ, xin chào Bắc Minh Đạo Quân. Đông Hỏa Chúa Tể bày ra tư thái rất thấp, còn liếc Cầm Hỏa đứng cạnh Kỳ Linh. Cầm Hỏa cầm đồ ăn, khóe mắt liếc Đông Hỏa Chúa Tể, há mồm nhai ngồm ngoàm. Đông Hỏa Chúa Tể cảm giác mình đang bị Cầm Hỏa ăn sống, nỗi lòng rối loạn. Thanh Ma ôm bụng cười lớn. Mau nhìn xem, Đông Hỏa Chúa Tể bây giờ cung kính hết mực, ngoan như phụ tá. Nhưng lần trước gặp Đông Hỏa Chúa Tể thì Đông Hỏa Chúa Tể rất là ngạo khí. Đông Hỏa, còn nhớ lời mình đã nói vào phút cuối cùng chúng ta đi hay không? Đông Hỏa Chúa Tể xanh mặt, Thanh Ma vẫn chưa chịu thôi. Xem ra người đã quên rồi, nhưng ta nhớ rất rõ ràng. Đông Hỏa, người hãy xem. Thanh Ma vung tay lên, cảnh tượng hư ảo hiện ra là cảnh cuối cùng trong lần gặp trước. Trong cảnh ảo, Đông Hỏa Chúa Tể tràn ngập hận thù gầm lên. Ta chờ xem người chết trước hay ta chết trước đây. Đông Hỏa đành cắn răng nhịn. Kỳ Linh chặn lại. Được rồi Thanh Ma. Thanh Ma liền ngậm miệng. Rồi. Đông Hỏa thầm thở phào. Chuyện gì gã cũng có thể làm, nhưng là Chúa Tể còn giữ chút sĩ diện, bị Thanh Ma châm chọc khiến gã khó chịu. Nghe Kỳ Linh ngăn cản Đông Hỏa, sinh ra khát vọng. Có lẽ Bắc Minh Đạo Quân sẽ không nhớ thủ trước, nhân từ thả gã ra ư? Kỳ Linh lên tiếng. Hắn dù sao cũng sắp chết rồi, đừng làm quá mức đi. Nghe vậy, mặt Đông Hỏa trắng bệch, giọng the thé. Bắc Minh Đạo Quân, Bắc Minh Đạo Quân.
Kỳ Linh bị tiếng hét nóng nảy đầy uất hận của Đông Hỏa Chúa Tể làm cho hết hồn. Đông Hỏa Chúa Tể nhìn Kỳ Linh sốt ruột mà xin tha. Bạc Minh Đạo Quân, là ta không đúng rồi, là ta dùng thủ đoạn hơi tàn nhẫn. Ta biết chính mình phạm sai lầm lớn, xin Bạc Minh Đạo Quân cho ta một con đường sống. Chuyện gì cũng nên chừa chút đường sống, người hãy cho ta con đường sống đi. Thanh Ma lẩm bẩm, ồ, lại mơ hơi đẹp rồi. Đông Hỏa Chúa Tể cắn răng nói, ta đồng ý làm người đi theo ngươi, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta thì ta sẽ theo ngươi. Kỳ Linh không đáp lại. Thanh Ma cười khẩy nói, chẳng phải lúc trước ngươi coi thường ta hay sao? Đông Hỏa Chúa Tể nói nhanh, ta rất sẵn lòng làm người đi theo Bắc Minh Đạo Quân. Thấy biểu tình của Kỳ Linh không thay đổi, Đông Hỏa Chúa Tể thầm hoảng liều lĩnh mà nói, ta đồng ý vĩnh viễn đi theo, dù Bắc Minh Đạo Quân có không hợp đạo thành công chết đi, ta cũng tuân theo lời thề, nghe hiệu lệnh của ngươi. Không phải ta nguyền rủa Bắc Minh Đạo Quân đâu, dĩ nhiên ta rất hy vọng đạo quân như ngươi sẽ hợp đạo thành công. Kỳ Linh lắc đầu nói, Cầm Hỏa giải quyết hắn đi. Cầm Hỏa hú lên, ha ha, ta đang chờ chủ nhân ra lệnh đấy. Cầm Hỏa lập tức biến ra nguyên hình, hóa thành hình dạng gấu lớn có cánh ở trong lửa, chớp mắt lao hướng Đông Hỏa Chúa Tể. Mặt Đông Hỏa Chúa Tể tràn đầy hãi hùng, sau đó là dữ tợn không cam lòng, mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm Kỳ Linh ở phía xa. Đông Hỏa Chúa Tể hét chói tai, Bắc Minh Đạo Quân, người cũng sẽ chết thôi, người sẽ chết thôi. Xoẹt. Trước lực lượng tuyệt đối của Cầm Hỏa Thần thì mọi thứ đều tan biến, dù Đông Hỏa Chúa Tể tản ra thành lửa cũng tắt ngấm, chỉ để lại chút ít pháp bảo. Thanh Ma lắc đầu lên tiếng nói, Bắc Minh, Đông Hỏa dù gì cũng là Chúa Tể, thu làm người đi theo cũng không tệ, ta còn tưởng ngươi cuối cùng sẽ nhận hắn kìa. Kỳ Linh nhìn một số pháp bảo lơ lửng rải rác nói, đúng là ta có ý định thu hắn làm người đi theo, nhưng mới rồi không hiểu sao hắn làm ta thấy rất ghê tởm. Dù sao ta đã có các ngươi, thêm một người đi theo là Chúa Tể cũng không ích lợi gì cho ta cả. Mắt không thấy tâm không phiền. Thanh Ma sửng sốt, lão không ngờ Kỳ Linh vì lý do này mới không nhận Đông Hỏa Chúa Tể. Đi thôi. Kỳ Linh đã tính toán cho tam giới, Đông Hỏa Chúa Tể không có công dụng to lớn gì với hắn. Hơn nữa, Kỳ Linh không yên lòng để Chúa Tể tính cách như vậy bảo vệ tam giới. Đông Hỏa Chúa Tể chết đi, phân thân khác cũng bị hủy diệt. Rất nhanh tin tức truyền khắp Liên minh 16 vực giới. Các Chúa Tể, đế quân Liên minh 16 vực giới từ lâu đã biết Đông Hỏa Chúa Tể bị nhốt trong đường lửa. Dù sao, lúc trước Đông Hỏa Chúa Tể từng mời các phương hỗ trợ. Giờ Đông Hỏa Chúa Tể chết đi, họ đoán được Bắc Minh Đạo Quân, người khống chế sao hỏa cảnh đã ra tay. Các Chúa Tể đế quân thầm kiêng dè thủ đoạn của Bắc Minh Đạo Quân, biết vị này chẳng phải kẻ nhân từ mềm lòng. Họ thầm vui mừng, may mắn lúc trước sớm nộp báu vật rời khỏi sao hỏa. Từ đó, trong Liên minh 16 vực giới có hai vị tồn tại khiến cho các Chúa Tể đế quân phải kiêng dè sợ hãi. Một là Đạt Phong lĩnh chủ, hai là yêu nghiệt đạo quân Bắc Minh Đạo Quân thần phục Cầm Hỏa Thần. Hai vị này đều khiến cho các Chúa Tể đế quân cảm giác nguy hiểm và chết chóc. Kỳ Linh không quan tâm bên ngoài thế nào, chỉ tập trung vào việc tu hành. Kỳ Linh cần nhanh chóng sáng tạo 10 loại pháp môn để có được món báu vật thật sự Khải Chí Tôn đã để lại. Khải Chí Tôn rất trân trọng báu vật kia, không dễ truyền lại. Theo lời nói của Động Phủ Chi Linh thì trong vũ trụ hỗn độn bao la, nó xếp hạng nhất trong bảng phụ trợ tu hành, cũng xếp hạng nhất trợ giúp hợp đạo. Kỳ Linh quyết lấy được chí bảo như vậy, đạo trung cực hợp đạo quá khó khăn. Dịch Ba Đế Quân đã nói không thấy chút hy vọng hợp đạo nào của Kỳ Linh cả. Đạo trung cực là con đường duy nhất nếu Kỳ Linh muốn cứu sống lại sư tỷ. Chỉ có con đường này là hy vọng vượt qua Chí Tôn, cướp đi mảnh nhỏ chân linh của Dư Vi từ căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Đương nhiên khả năng lớn nhất là hắn thất bại chết con đường này, nhưng dù sao hắn đã dốc hết sức. Thời gian trôi qua, trong động phủ của Bắc Minh ở Thiên Thương Cung trên một ngọn núi, Kỳ Linh ngồi tĩnh tu, bên cạnh có lò lửa, trên lò đặt một bình rượu, đá núi bên cạnh có tuyết động. Nguyên thần thứ hai ở trên bệ đá Chí Tôn chìm đắm trong tu hành, bản tôn Kỳ Linh thì rất thoải mái. Thả lỏng thần kinh khiến óc Kỳ Linh đôi khi lóe lên tinh quang, phá được nhiều bình cảnh. Đạo hành thổ cuối cùng đã đến cấp thánh thành chi chủ rồi. Kỳ Linh áo trắng trên chân mày dính tuyết động, hắn bỗng mở mắt ra nhìn bình rượu bên cạnh. Bình rượu đã đun lâu lắm rồi, mỗi lần Kỳ Linh ngộ ra một đạo là sẽ uống rượu một lần.
Linh tiểu này dù qua ức vạn năm vẫn giống như ban đầu. Mắt Kỳ Linh có chút mong chờ. Từ đây ngộ ra hết 10 pháp môn, không biết bảo vật Khải Chi Tôn trân trọng đến thế rốt cuộc là thứ gì đây. Bên trong Thanh Hoa Động Phủ, Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen, khoanh chân tính tọa trên bệ đá tu hành. Hắn ngồi đã hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh đạo bào màu đen mở mắt ra, lộ ra nụ cười. Thành công rồi. Kỳ Linh lật tay lại, các quyển ngọc giản nằm trong tay. Kỳ Linh rót nhiều pháp môn vào các ngọc giản, đều là thành tựu của hắn trong năm tháng dài dằng dặc. Nhìn như hắn chỉ tu hành hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên, nhưng với tốc độ thời gian gấp trăm lần, thời gian thật ra là hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh sáng tạo ra 10 pháp môn, gồm có trung cực kiếm đạo, tâm lực huyễn thuật, thủy hành, hỏa hành, lôi điện, không gian, trận pháp, kim hành, mộc hành, thổ hành, tổng cộng 10 loại pháp môn. Sau khi giết Đông Hỏa Chúa Tể, hắn vì nhanh chóng được đến báu vật nên đã chọn kim hành, mộc hành, thổ hành khá đơn giản. Kỳ Linh cũng muốn tham ngộ đạo thời gian. Hắn đã hao phí hơn 200 hỗn độn kỷ nguyên cho không gian, khiến hắn đoán mình sẽ tốn công càng nhiều cho đạo thời gian không am hiểu. Kỳ Linh là kiếm tu, kim hành cũng khá nhanh, hơn 20 hỗn độn kỷ nguyên liền đột phá. Mộc hành không quá am hiểu thì mất 50 mấy hỗn độn kỷ nguyên. Hành thổ cuối cùng trong ngũ hành vì có 4 hành khác phụ trợ nên một hơi hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên đã thành công. Thời gian tu luyện thật ra là 90 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh ngộ ra 3 loại pháp môn. Kỳ Linh đã bào màu đen mở miệng nói. Tiền bối. Lão nhân tóc bạc ngồi khoanh chân ở phía xa chậm rãi mở mắt ra. Kỳ Linh chỉ 8 quyển ngọc giản lơ lửng ở trước mặt. Trung cực kiếm đạo và huyễn thuật thì tiền bối đã biết rồi. Đây là 8 loại pháp môn khác, mời tiền bối xem giúp ta. Kỳ Linh nói rồi, 8 quyển ngọc giản bay đến trước mặt lão nhân tóc bạc. Mắt lão nhân tóc bạc sáng rực lên. Nhanh như vậy ư? Lão nhân tóc bạc lập tức xâm nhập vào 8 quyển ngọc giản, tra xét xong gật đầu nói. Không tệ, ngũ hành đều đã ngộ ra, đạo trận pháp cũng có tạo nghệ như vậy. Ngộ tính của ngươi rất cao. Thật ra trong thời gian ngắn, ngươi sáng tạo ra trung cực kiếm đạo, còn đến đệ tứ trọng là ta biết ngộ tính của ngươi cao rồi. Nhưng ta phải làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Kỳ Linh gật đầu nói. Ồ, đây là tất nhiên rồi. Ngộ tính luôn thay đổi. Con nít phàm tục khi vừa sinh ra, dù có thiên phú cũng không cao đi đâu được. Về sau trải qua nhiều chuyện, như luyện mãi cũng thành thép, nhiều lần rèn tạo sẽ dần dần chói mắt hơn. Kỳ Linh vốn luôn say mê kiếm đạo, nhưng hắn trải qua rất nhiều kỳ ngộ mới có thành tựu như hiện giờ. Đặc biệt đến thức thứ 14 tâm kiếm thuật, tâm ý càng thuần túy, tham ngộ cũng nhanh hơn. Lão nhân tóc bạc vung tay lên. Người sáng tạo ra 10 loại pháp môn, có thể trông người báu vật chủ nhân để lại rồi. Vèo. Trong điện phòng bỗng khuếch tán sóng gợn, từng luồng sáng hiện ra. Vị trí giữa không trung điện phòng chợt xuất hiện một không gian cỡ nắm tay. Sau khi không gian hiện hình, mơ hồ thấy có 2 vật phẩm lơ lửng ở bên trong. Một vật phẩm là hạt châu tròn trịa to cỡ quả trứng gà, tỏa ra dao động vô hình. Chỉ nhìn bằng mắt thường, Tiểu Linh đã cảm giác được lực lượng vô hình lan đến mình, khiến trong lòng hắn thoải mái chưa từng có. Cảm giác như thuộc con bé nằm trong vòng tay của mẫu thân, tinh thần thoải mái và ấm. Một vật phẩm khác cũng là hình tròn, thế nhưng bề mặt rậm rạp chẳng chịt bí văn. Lão nhân tóc bạc vẫy tay. Đến đi. 2 vật phẩm bay tới trước mặt lão nhân tóc bạc. Lão nhìn Kỳ Linh nói. Bắc Minh, mấy vị trí tôn gọi báu vật này là Thạch Hỏa Châu, cũng được nhóm chủ nhân công nhận là đứng đầu trong giúp đỡ tu hành trong vô số báu vật phát hiện trong vũ trụ hỗn độn. Lúc trước chủ nhân một lòng muốn hoàn thiện pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn nên rất cần vật phụ trợ như thế này. Phải trả giá đôi chút khiến mấy vị trí tôn khác nhường lại cho chủ nhân của ta. Kỳ Linh ngạc nhiên, hóa ra là báu vật lúc trước Khải Chi Tôn đã dùng. Lão nhân tóc bạc cười nói. Nói đến lai lịch của nó thì khi đó Tây Tư tộc hơi mạnh, chưa khai chiến với văn minh tu hành giả. Thế nhưng nhóm chủ nhân của ta đã âm thầm quan sát Tây Tư tộc, luôn cảnh giác với Tây Tư tộc. Có một lần nhóm chủ nhân trong vô hình cảm ứng được chút uy hiếp, cùng nhau chạy đến mới phát hiện Tây Tư tộc đang áp giải một sinh mệnh kỳ dị, người bằng đá, toàn thân bốc lửa. Nhóm chủ nhân lập tức tấn công, đám Tây Tư tộc hoặc trốn hoặc chết đi. Sinh mệnh đá lửa đó thực lực ngang ngửa với nhóm chủ nhân của ta. Kỳ Linh nghe vậy kinh ngạc mà kêu lên.
Sao? Ngang ngửa chí tôn ư? Tây Tư tộc có sinh mệnh như vậy sao? Lão nhân tóc bạc nói, sinh mệnh kỳ dị đó chắc không phải là của Tây Tư tộc. Không biết Tây Tư tộc tìm ở đâu ra và khống chế được. Nhóm chủ nhân liên hợp mất mấy vạn năm, cuối cùng cũng đánh chết sinh mệnh đá lửa. Sinh vật kỳ dị kia chết đi, cơ thể tan vỡ, lộ ra hạt châu trong người của nó. Hạt châu rất thần kỳ, phụ trợ lớn cho việc tu hành. Sinh mệnh kỳ dị có một con là đá lửa, một con khác là sinh mệnh núi băng trong chiến tranh thượng cổ, đều bị Tây Tư tộc khống chế được. Nhóm chủ nhân chỉ gặp hai con này, bị bọn họ giết đi. Chắc cũng biết lai lịch của sinh mệnh kỳ dị, nhưng chưa từng nói với ta. Kỳ Linh thầm kinh thán, sinh mệnh có thể ngang ngửa với chí tôn ư? Kỳ Linh liền hỏi, không lẽ là do Tây Tư tộc chế tạo ra ư? Lão nhân tóc bạc phản bác, không thể nào, là sinh mệnh thật sự. Kỳ Linh hỏi, Khải Chí Tôn không nói gì hay sao? Lão nhân tóc bạc đáp, không có, chủ nhân từng bảo Tây Tư tộc đã hủy diệt, sinh mệnh kỳ dị đó sẽ không xuất hiện được nữa đâu. Kỳ Linh gật đầu nhưng vẫn hoang mang, tại sao Tây Tư tộc hủy diệt thì sinh mệnh đáng sợ kia không xuất hiện nữa đây? Kỳ Linh thầm cảm thán, dù sao thì hắn đi rất ít nơi, kém xa Dịch Ba Đế Quân, càng đừng nói so sánh với Chí Tôn, hiểu biết ít ỏi về vũ trụ hỗn độn. Hồn phách chân linh đưa thạch quả châu cho Kỳ Linh. Giờ đưa thạch quả châu cho ngươi, đương nhiên chỉ cho một mình ngươi. Nếu sau này ngươi chết đi, thạch quả châu sẽ trở về động phủ, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo. Sao? Bay về ư? Kỳ Linh nhận lấy thạch quả châu vào tay, cảm giác hơi lạnh, nhưng rất nhanh nhiệt độ thân thể làm thạch quả châu ấm dần. Thần lực của Kỳ Linh thẩm thấu, hắn kinh ngạc nói, sao? Không phải pháp bảo sao? Đây là kỳ vật rất bình thường, không phải pháp bảo thì làm sao luyện hóa sử dụng đây? Lão nhân tóc bạc nói, là báu vật bẩm sinh, ngươi chỉ cần đưa một chút thần niệm là có thể sử dụng. Trong động phủ này còn có xác chết vỡ vụn của sinh mệnh đá lửa bị bắt kia. Miễn không ai khống chế nó thì thạch quả châu sẽ xuyên việt thời không quay trở về. Kỳ Linh kinh ngạc nói, thật thần kỳ. Lão nhân tóc bạc cười nói, sinh mệnh kỳ dị năm đó đã bị đánh nát rồi, thạch quả châu bay về với xác vốn, cái xác nhanh chóng sống lại. Về sau nhóm chủ nhân tiêu diệt hồn phách chân linh mới không để nó sống lại nữa. Cái xác đã bị chủ nhân hạ cấm chế, chấn áp trong Thanh Hoa động phủ. Nếu sau này Bắc Minh chết đi, thạch quả châu sẽ tự trở về. Kỳ Linh gật đầu, lập tức đưa chút thần niệm vào thạch quả châu. Mới xâm nhập, liền cảm giác thạch quả châu hoàn toàn bị thẩm thấu, như thành một phần của hắn vậy. Kỳ Linh động ý niệm một cái, thu. Thạch quả châu đã bị thu vào người, làn hơi ấm áp tràn ngập mỗi góc thân thể, hồn phách chân linh thoải mái chưa từng có. Trong trạng thái thoải mái, Kỳ Linh thử thăm ngộ đạo thời gian, linh quang tuôn trào như suối, các loại linh quang nổi lên trong lòng. Lão nhân tóc bạc cười nói, nó phụ trợ tu hành rất lớn, là báu vật tu hành số 1, tất nhiên cũng phải xem như báu vật hợp đạo số 1 đi. Nỗi lòng Kỳ Linh kích động, chúa tể đế quân như mang nhai chúa tể tranh giành trái cây trong Xích Ba Điện là do đâu đây? Vì những trái cây này luyện chế thành đan dược, ăn đan dược vào sẽ phụ trợ rất lớn cho việc tu hành. Thạch quả châu là chí bảo tu hành, vốn do Khải Chí Tôn sử dụng. Khải Chí Tôn cũng dùng bệ đá Chí Tôn, giờ Kỳ Linh kế thừa hắn. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh nói, chủ nhân để lại những thứ này cho ngươi thì ngươi nên biết nguyện vọng của chủ nhân. Kỳ Linh nói, ta hiểu rồi, nguyện vọng lớn nhất của Khải Chí Tôn là muốn hoàn thiện 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc gật đầu nói, đúng vậy, đó là tiếc nuối lớn nhất của chủ nhân. Lão nhân tóc bạc chỉ nhẹ một cái, quả cầu lơ lửng liền bay đến trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn vô số bí văn chuyển động trên hình tròn, mơ hồ cảm giác liên quan đến 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc nói, còn đây là vĩnh hằng chi tâm, trên mặt có các tầng bí văn, phải phá giải từng tầng. Bắc Minh, ngươi có thể liên tục phá giải, thì ngươi phá hết 99 tầng bí văn của vĩnh hằng chi tâm, tức là cảm ngộ pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn, đã ngang ngửa với chủ nhân của ta rồi. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh nói, ngươi có thể phá giải vĩnh hằng chi tâm chỉ đại biểu ngươi về mặt này cũng ngang ngửa với chủ nhân. Đương nhiên đây là nguyện vọng của chủ nhân. Chủ dân kỳ vọng pháp môn này có đẳng cấp vĩnh hằng đế quân nên mới đặt tên là vĩnh hằng chi tâm.
phá giải nó có chút hỗ trợ cho người hợp đạo. Mặc dù giúp đỡ không lớn, thế nhưng chủ nhân có để lại một báu vật bên trong vĩnh hằng chi tâm này. Miễn người phá giải hết thì báu vật bên trong vĩnh hằng chi tâm cũng thuộc về ngươi. Nó quý giá, không thua gì thạch quả châu đâu. Kỳ Linh vừa mừng rỡ lại vừa cảm thán. Khải Chí Tôn thật là cực khổ tốn sức, sợ hậu bối không giúp đỡ hoàn thiện chín tầng cấm chế hỗn độn, nên chuyên môn để lại báu vật trong vĩnh hằng chi tâm. Muốn có vào bối ư, được rồi, phải phá giải hết. Đây là một mặt thành tựu của Khải Chí Tôn. Để đến được trình độ như thế này phải tốn nhiều tinh lực. Kỳ Linh nói, tiền bối, không biết trong nguyên vũ trụ hỗn độn này có báu vật nào giúp đỡ nhiều cho việc hợp đạo nữa hay không, như ngoại lực phụ trợ chẳng hạn. Hợp đạo, thứ nhất là cầu bên trong, cầu chính bản thân mình có cảnh giới đủ cao, tích lũy dày thì hy vọng tăng lên nhiều. Thứ hai là cầu ngoại lực, cầu các loại ngoại lực phụ trợ như bệ đá chi tôn, thạch hỏa châu. Điều Kỳ Linh cần làm là hợp đạo trung cực, hợp đạo thành công. Từ xưa đến nay, nguyên vũ trụ hỗn độn chưa từng có ai làm được, nên hắn phải tu luyện viên mãn. Phụ trợ ngoại lực cũng theo đuổi đến cực độ, có lẽ làm như vậy thì hy vọng hợp đạo mới lớn hơn một chút. Lão nhân tóc bạc ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh nói, ngoại lực ư, báu vật sao? Lão nhân tóc bạc chỉ về đá chí tôn Kỳ Linh đang ngồi nói, đó là chủ nhân của ta hao phí bao nhiêu công sức trả giá chế tạo ra hạch tâm của động phủ này. Thạch hỏa châu mà ngươi mới lấy được là hạch tâm của một sinh mệnh kỳ dị, thực lực sánh ngang với chí tôn. Chỉ tính hai báu vật bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu đều là thứ khi chủ nhân còn sống sử dụng phụ trợ tu hành. Có hai thứ này rồi, ngươi còn muốn ngoại lực gì nữa đây? Kỳ Linh nghe vậy liền nói nhanh, ta biết thưa tiền bối, bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu đều phụ trợ tu luyện, luôn giúp ích trong quá trình tu hành. Loại trợ giúp này rất dài lâu. Ta muốn nói là phụ trợ ngoại lực khác kìa, như kiểu khiếu không minh đan, động minh ngọc phù, sử dụng rồi có công hiệu kinh người trong một thời gian ngắn. Lão nhân tóc bạc nghe vậy gật gù nói, à, nhiều đạo quân khi hợp đạo sẽ chế tạo pháp đàn, tìm chút linh đan ăn vào, hồn phách chân linh sẽ bị kích động, kích phát nhất định. Động minh ngọc phù càng có thể mô phỏng quá trình hợp đạo một lần. Lão nhân tóc bạc nói, người là đạo trung cực nên không thể mô phỏng hợp đạo. Còn về một ít linh đan, báu vật, ăn linh đan vào cũng không đến cảnh giới được như bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu trợ giúp đâu. Kỳ Linh tiếp tục hỏi tới, không có thứ nào đặc biệt hay sao? Miễn là trợ giúp Kỳ Linh muốn càng nhiều thì lại càng tốt. Lão nhân tóc bạc trầm ngâm nói, nếu ngươi thực sự khắc khổ thì những báu vật có thể chớp mắt trợ giúp đạo quân nở rộ uy năng kinh người chỉ có thể dùng một lần, thời gian kéo dài ngắn ngủi. Ta từng nghe chủ nhân nhắc sơ qua loại báu vật xếp hạng ba hạng đầu. Mắt Kỳ Linh nghe vậy sáng rực lên. Lão chủ nhân tóc bạc bất đắc dĩ nói, xếp hạng nhất tên là hợp đạo hỏa vân hoa, hạng hai tên là hương bảo linh quả, hạng ba tên là vân giới thủy luyện. Ta chỉ nghe chủ nhân và các chí tôn khác khi trò chuyện thuận miệng nói ra, lúc ấy chủ nhân cũng không nói tỉ mỉ, ta biết rất ít về ba món báu vật này. Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói, thì nhưng Bắc Minh, mấy cái đó đều dùng trong thời gian ngắn, dùng hết là hết thôi, về giá trị làm sao so sánh được với bệ đá chí tôn thạch hỏa châu đây. Hơn nữa ta nhớ chủ nhân từng bảo có dùng vân giới thủy luyện cũng chỉ vẹn vẹn kéo dài thần kỳ khoảng 3 tháng, trợ giúp tu hành ngang ngửa thạch hỏa châu. Nó chỉ kéo dài trong 3 tháng mà thạch hỏa châu là vĩnh viễn. Vì sao phải tìm cái khó khăn như thế làm gì? Kỳ Linh âm thầm ghi nhớ, vân giới thủy luyện xếp hạng 3 thì khỏi phải tìm, nhưng hương bảo linh quả, hợp đạo hỏa vân hoa thì cần phải tìm, cộng thêm một chút hy vọng hợp đạo đều đáng liều được một phen. Kỳ Linh liền hỏi, tiền bối, ta nên đi đâu tìm loại hoa đó đây? Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói, không biết được, ta cũng chưa từng nghe chủ nhân nói. Kỳ Linh trầm tư, à, trước kia Kỳ Linh chưa từng nghe nói về hương bảo linh quả hay hợp đạo hỏa vân hoa. Muốn tìm hai báu vật này phải đi hỏi người kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc lúc Dịch Ba đại ca còn ở, hắn không hỏi. Nguyên liên minh 16 vực giới trừ Dịch Ba đế quân ra, bàn về kiến thức rộng rãi thì chỉ có Đạt Phong lĩnh chủ. Nghe nói Đạt Phong lĩnh chủ từng đi theo không chỉ một vị chí tôn, còn nhận được chí tôn chỉ điểm. Lão nhân tóc bạc nghiêm túc nói, Bắc Minh, ta nhắc nhở ngươi, vật hiếm thấy thế này rất khó tìm được.
vũ trụ hỗn độn bao la, dù là chí tôn cũng không dám nói biết hết tất cả. Như Tây Tư tộc đáng sợ, như hai sinh mệnh kỳ dị ngang ngửa chí tôn đã bị giết kia. Tất cả nói lên vũ trụ thương diệu, mênh mông, bí ẩn và đáng sợ. Người dù gì mới chỉ là đạo quân, dù thực lực mạnh thì sao đây? Nếu đi những nơi nguy hiểm, dù là chúa tể cũng tùy thời sẽ chết đi, chứ đừng nói là ngươi. Kỳ Linh gật đầu nói, ta đã hiểu rồi. Thế nhưng có cầm hỏa thần thì có thể liều thử. Hỗn độn nguyên thú nổi tiếng nhất là thân thể gần như bất diệt. Lão nhân tóc bạc cảm khái nói, Viêm Long vực giới chỉ là một góc nhỏ trong nguyên vũ trụ hỗn độn, nên mang lòng kính sợ. Ta hy vọng ngươi trước khi hợp đạo đừng không biết tự lượng sức mình. Chờ ngươi hợp đạo rồi, thực lực tăng lên nhiều, còn mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ. Khi đó đi các nơi vũ trụ hỗn độn phiêu bạt mới có nắm chắc giữ mạng. Kỳ Linh cảm giác động phủ chư linh chỉ điểm cho mình, vội nói, xin tạ ơn tiền bối, thật ra tôi mới thuần phục được một con hỗn độn nguyên thú. Lão nhân tóc bạc trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi... Thôi bỏ đi. Dường như lão nhân tóc bạc không biết nên nói cái gì, thân thể tan biến, giọng nói vang vẳng trong điện phòng thứ hai. Nhớ kỹ, phá giải vĩnh hằng chi tâm, đó là nguyện vọng duy nhất của chủ nhân ta, tương đương với có công lao lớn cho toàn văn minh tu hành giả. Kỳ Linh gật đầu nói, ta hiểu rồi. Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen, ngồi trên bệ đá, tay lê hoay vĩnh hằng chi tâm hình tròn bí văn. Kỳ Linh nhìn vĩnh hằng chi tâm nói, Khải Chí Tôn ơi là Khải Chí Tôn, đây là nguyện vọng duy nhất của ngươi hay sao? Nỗi lòng của Kỳ Linh phức tạp. Thế nhưng nguyện vọng của ta là hợp đạo thành công, thậm chí sau này bước vào Chí Tôn. Nguyện vọng của Kỳ Linh và của Khải Chí Tôn là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Từ chiến thắng chiến tranh thượng cổ, mấy vị Chí Tôn đứng trên đỉnh cao nhất rất cô đơn, nên họ tìm chút chuyện để làm. Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo tộc sinh mệnh vĩnh hằng, Khải Chí Tôn thì lo nghiên cứu pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn, muốn chuyển ra pháp môn tu hành tương tự Tây Tư tộc. Tây Tư tộc tu hành pháp môn giống lực lượng xương khói hoa xanh, nhưng càng cao minh hơn. Đáng tiếc Tây Tư tộc và tu hành giả là sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tu hành pháp môn, tu hành giả không thể bắt chước tu luyện được. Khải Chí Tôn một lòng muốn sáng tạo, nếu thành công thì văn minh tu hành giả đều được lợi. Đáng tiếc Khải Chí Tôn sáng tạo tối đa chỉ khiến thần lực, pháp lực của tứ bộ đạo quân chuyển hóa, không thể chuyển hóa lực lượng của vĩnh hằng đế quân. Kỳ Linh hết sức bình tĩnh suy nghĩ. Khải Chí Tôn, ta sẽ thường thử xem, nếu ta có thiên phú dị bẩm, có lẽ sẽ giúp được người. Kỳ Linh là đạo quân, thời gian có hạn, không thể tốn thời gian dài vào 9 tầng cấm chế hỗn độn được. Nếu như Kỳ Linh có thiên phú dị bẩm hoàn thành trong thời gian ngắn thì hắn không ngại làm thử. Phá! Kỳ Linh nhìn hình tròn bí văn trong tay, bề mặt có nhiều tầng bí văn, hắn dễ dàng phá mở tầng thứ nhất. Phá tiếp cho ta! Kỳ Linh hiện giờ có cảnh giới rất cao, từng tu luyện 9 tầng cấm chế hỗn độn nên phá giải rất nhẹ nhàng. Từng tầng bí văn bị phá giải dần ra lại càng khó khăn hơn. Kỳ Linh suy nghĩ lâu hơn, chớp mắt đã qua ức năm. Kỳ Linh đứng lên, cũng nên bỏ cuộc thôi. Vĩnh hằng chi tâm có 99 tầng, nếu phá giải hết tức là thành tựu về mặt này sánh ngang với Khải Chí Tôn. Kỳ Linh âm thầm cay đắng, ta chỉ mới phá giải 19 tầng, cách biệt quá lớn, mỗi tầng càng về sau càng khó. 19 tầng đã là cực hạn hiện giờ của Kỳ Linh, dù có tốn thêm thời gian e rằng cũng chỉ miễn cưỡng đến tầng thứ 20, 21. Có tổng cộng 99 tầng quá khó khăn. Kỳ Linh lắc đầu nói, Khải Chí Tôn chế tạo bệ đá Chí Tôn, lại kiếm thạch hỏa châu về, hao phí thời gian dài dằng dặc, tốn bao nhiêu công sức mới được thành tựu như vậy, ta làm sao đạt tới được đây? Muốn phá giải 99 tầng, dù ta bỏ ra hơn 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên vào việc này thì hy vọng thành công vẫn quá thấp đi. Kỳ Linh âm thầm thở dài, thế nhưng ta còn phải hợp đạo, dù sáng tạo ra pháp môn cũng không giúp gì cho việc hợp đạo. Ta thành thật xin lỗi Khải Chí Tôn. Việc phá giải vĩnh hằng chi tâm đành gác lại. Trong lúc tu hành, ngẫu nhiên phá giải vĩnh hằng chi tâm xem như giải trí thần kinh còn được. Nếu tập trung tinh thần vào việc này thì con đường hợp đạo vốn đã khó khăn kia càng không có một chút hy vọng. Sẽ như Dịch Ba đại ca nói, hợp đạo thất bại là cái chắc. Kỳ Linh cười cười, lật tay cất vĩnh hằng chi tâm đi. 99 tầng ư? 19 tầng sao? Kỳ Linh không chút do dự, một lòng bước lên con đường hợp đạo của mình. Muốn hợp đạo, ngoại lực chỉ là chút phụ trợ, cảnh giới của bản thân mới là căn bản.
Kỳ Linh không thể tiến bộ thêm về trung cực kiếm đạo, dù có một vài cảm ngộ giải rác cũng không thành hệ thống được. Hắn quyết định học theo Ba Lâm Chí Tôn. Khi Ba Lâm Chí Tôn còn là chúa tể, đã nghiên cứu các đạo khác nhau, khi tu hành chín đạo đều đến đẳng cấp chúa tể thì bắt lấy các loại cảm ngộ đạo giải rác ngày càng nhiều, cuối cùng tức lĩ chờ ngày bùng nổ, một hơi bước vào đẳng cấp Chí Tôn, trở thành một trong lãnh tụ của văn minh tu hành giả. Ta rất giống Ba Lâm Chí Tôn lúc trước kia, trung cực kiếm đạo của ta không thể tiến bộ thêm nữa, muốn có chút cảm ngộ linh tinh rất khó khăn, đường đạo nào cũng nối với nhau, tu luyện đạo khác nhau, có lẽ trung cực kiếm đạo của ta sẽ một thời hợp đạo thành công. Kỳ Linh bình ổn tâm tình, bắt đầu tu hành các đạo khác: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trận pháp, không gian, lôi điện, huyễn thuật đều có thành tựu. Tiếp theo Kỳ Linh bắt đầu tham ngộ đạo phong. Trong đạo có nói về ngũ hành có địa hỏa thủy phong, Kỳ Linh tu hành đạo phong dễ dàng hơn một chút, đặc biệt khi có được thạch hỏa châu, làm hắn chỉ mất hơn một hỗn độn kỷ nguyên đã tăng đạo phong lên cấp thánh thành chi chủ. Kỳ Linh quay sang thăm ngộ đạo thời gian. Thời gian khó khăn hơn không gian, thời gian như nước chảy. Kỳ Linh nguyên thần thứ hai, đạo bào màu đen lo tu hành, bản tôn mang theo thanh ma, bạch dung, cầm hỏa đi khắp nơi. Dù sao Kỳ Linh đi ít nơi trong Viêm Long vực giới, có nhiều chốn nguy hiểm hắn chưa đến bao giờ. Đi nhiều nơi có nhiều kiến thức thì sẽ có xúc động. Kỳ Linh có vực giới phi chu, thực lực cấp chúa tể, lại càng có cầm hỏa thần. Thế nhưng Kỳ Linh mất 18 hỗn độn kỷ nguyên mới đi dạo và hiểm cảnh đẳng cấp trong Viêm Long vực giới. Ngưu Tinh Hải thì hắn không đi. Trong Ngưu Tinh Hải có rất nhiều chỗ nguy hiểm. Nó là chiến trường thượng cổ, dù là cầm hỏa thần đi vào cũng sẽ bị nhốt trong hiểm cảnh nào đó. Đi qua các hiểm cảnh chủ yếu là trong Viêm Long vực giới, rồi Kỳ Linh bắt đầu đi vào các thế giới hỗn độn và các vĩnh hằng giới bình thường. Những nơi phản tục, vô số dị tộc, tất cả đều là đối tượng quan sát của Kỳ Linh. Trong một thế giới hỗn độn bình thường, nơi này vừa trải qua hạo kiếp lớn vào 3 vạn năm trước, sinh linh thế giới hỗn độn tử thương vô số, cường giả gần như chết hết, môn phái rất thưa thớt, phàm tục muốn tu tiên khó khăn hơn trước gấp trăm gấp ngàn lần. Trong một quán trà, lão bản tóc hoa râm gật gà gật gù thổn thức nói: lần này Thanh Vũ môn mở rộng sơn môn tuyển nhận đệ tử, tán tu các nơi từ bốn phương tám hướng tìm đến, lục địa xa xôi hơn cũng có tán tu đến đây. Thành Vân Môn là một trong chín môn phái lớn của Vân Châu chúng ta, trăm năm mới mở sơn môn một lần, cơ hội khó khăn biết bao. Đáng tiếc lão hủ lớn tuổi rồi, thực lực lại quá thấp đi, không đủ điều kiện cho ngưỡng cửa thấp nhất kia, không thì lão hủ cũng đi liều một phen. Mặc dù chỉ nhận 1000 đệ tử, nhưng nếu may mắn không chừng lại được vào. Một thanh niên áo gấm trong quán trà cười ghẹo: lão đâu, bằng vào lão ư? Lão chỉ là hậu thiên, ta cũng là hậu thiên đây này. Ta chỉ mới 20 tuổi mà còn không theo kịp ngưỡng cửa. Lão giả cú đế rồi, còn mơ mộng cái gì? Một số khách quen hùa theo giễu cợt lão bản quán trà: ngưỡng cửa lần này tuổi lớn nhất chỉ được đến 50, tu hành thấp nhất phải là tiên thiên. Ta nghe nói trong Thanh Vũ Thành, dưới núi Thanh Vũ Môn đã chứa tán tu từ khắp nơi đổ về rồi, số lượng lên đến mấy chục vạn rồi, còn vài tháng nữa thôi mới mở sân môn, phỏng chừng tới ngày mở tán tu đi qua tranh đoạt, phen này cũng lên đến 100 vạn người. 100 vạn tiên thiên tranh danh ngạch 1000 đệ tử, cao thủ tiên thiên trong tòa thành nhỏ chúng ta hai bàn tay đã đếm hết rồi. Thành Vũ Môn tuyển nhận đệ tử có thể từ các nơi tụ tập gần 100 vạn người, thật không tin được. Đám người gật gù hưng phấn bàn tán. Một góc bàn trong quán trà có vài người ngồi: một thiếu niên áo trắng, một tên mập, một lão nhân gầy đét, một nam nhân khôi ngô chân chất. Nam nhân khôi ngô nhìn như hộ vệ, lão già gầy hình như là quản gia, tên mập có vẻ đi chung. Thiếu niên áo trắng chắc là công tử, trông thiếu niên rất bình thường, chắc không có lai lịch thế gia lớn gì. Bốn người này chính là đoàn người Kỳ Linh. Kỳ Linh vừa ăn vừa nghe, bên cạnh bàn có đôi nam nữ trẻ tuổi: ca ca xin đừng đi. Thiếu nữ áo xanh hoạt bát đang cầu xin: ca mới đột phá đến tiên thiên, chỉ là tiên thiên tiền kỳ, ca không nghe nói sao, lần này có 100 vạn tiên thiên tụ tập muốn bái vào Thanh Vũ Môn, sợ là tiên thiên đại viên mãn mới có chút hy vọng. Tiên thiên hậu kỳ có thể liều thử, ca chỉ là tiên thiên tiền kỳ, đi chẳng phải là chịu chết hay sao? Thanh niên cắn răng: chết ta cũng đi, đi còn có ngày chính danh cho phụ mẫu hai ta, vì gia tộc. Nếu không đi, bằng vào thực lực của ta, cả đời
cũng không có hy vọng báo thù được. Nhà chúng ta mãi mãi phải cõng oan khuất này. Phụ thân phụ mẫu, trưởng bối gia tộc ở dưới đất kia cũng không ngủ yên. Thiếu nữ áo xanh cầu xin: "Ca ca, chúng ta tìm một nơi nhỏ nào đó sống bình yên qua ngày không được hay sao?" Thanh niên lắc đầu nói: "Thù này muội kêu ta sống qua ngày êm đềm thì ta không nhịn được. Muội muội đừng khuyên nữa, nơi này đã rất gần Thanh Vũ Thành, chúng ta đã đi 3 năm sắp đến nơi rồi, muội biết sẽ không khuyên ta được mà." Thiếu nữ áo xanh cắn môi nói: Ta chỉ còn lại có mình ca ca." Hốc mắt thanh niên đỏ hoe, hai người cũng ngồi trong góc, giọng rất nhỏ. Người bên cạnh không nghe rõ đối thoại. Thanh niên nói rồi đứng dậy: "Muội hãy sống qua ngày bình yên đi. Nếu ta có thể bái vào Thanh Vũ Môn thì sẽ trở về tìm muội." Thanh niên nói với bàn của nhóm Kỷ Linh: "Linh huynh, chúng ta đi chung đường nửa tháng, hôm nay chia tay tại đây đi. Bàn ăn này ta mời, có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Kiều Linh cười nâng ly: "Có duyên tất nhiên sẽ gặp lại. Chúc khúc huynh được như ý, bái vào Thanh Vũ Môn." Mắt thanh niên tràn đầy quyết tâm: "Nhất định rồi." Kiều Linh nói, bưng hai ly rượu đưa cho thanh niên: "Nào, trước khi đi chúng ta lại cùng uống một ly." Thanh niên sửng sốt, cuối cùng cũng nhận lấy ly: "Mời." Thanh niên ngửa đầu uống, trong rượu lấp lóe tia sáng trôi vào thức hải của gã. Thanh niên đặt ly rượu xuống, dứt khoát rời đi: "Ta đi đây." Kỷ Linh nhìn Khúc Khuynh rời đi, nhoẻn miệng cười. Kỷ Linh đi qua các thế giới bình thường, trong gần 20 hỗn độn kỷ nguyên, ít khi lộ ra lực lượng. Hắn như hòa nhập vào bọn họ. Lúc đi thuyền, Kỷ Linh quen thanh niên, ban đêm uống rượu trò chuyện khá vui vẻ, nên bọn họ đi chung tới đây. Kỷ Linh đến bên cạnh bàn của thiếu nữ: "Khúc tiểu muội." Thiếu nữ áo xanh mắt ửng đỏ ngấn lệ, lễ phép chào: "Linh đại ca." Kỷ Linh khuyên: "Đại ca của muội sẽ bái vào làm Thanh Vũ Môn, không chừng là tu tiên giả giỏi nhất trong các đời Thanh Vũ Môn, chắc chắn sẽ trở về. Ta cũng cùng muội uống một ly nào." Thiếu nữ áo xanh cùng Kỷ Linh cụng ly. Trong rượu cũng có tia sáng vô hình tiến vào thức hải của thiếu nữ. Rất nhanh, thiếu nữ áo xanh từ biệt với Kỷ Linh trong quán trà này. Nàng muốn đi Thanh Vũ Thành nhìn xem, nàng không yên tâm ca ca của nàng. Nhìn theo thiếu nữ áo xanh đi khuất, thanh ma đến bên cạnh Kỷ Linh nghi hoặc hỏi: "Bắc Minh, ngươi đi qua thế giới bình thường gần 20 hỗn độn kỷ nguyên, ít khi lộ ra lực lượng, dù trợ giúp cùng lắm cũng chỉ hơi nhắc nhở dẫn đường. Tại sao lần này bỏ vốn lớn như vậy? Không chỉ vô hình khiến cho bọn họ dần thay da đổi thịt, còn cho truyền thừa nữa sao?" Kỷ Linh chỉ cười. Trước kia Kỷ Linh dùng cách tính nhân quả nhắc nhở một chút đã thay đổi vận mệnh của phàm tục. Thế nhưng lần này hắn trợ giúp quá lớn. Kỷ Linh cho trợ giúp đủ khiến cho hai huynh muội dễ dàng trở thành đỉnh cao nhất của phương thế giới hỗn độn này, thậm chí có hy vọng bước vào thế giới cảnh. Kỷ Linh cười nói: "Vì đây là ngày cuối cùng ta du lịch gần 20 hỗn độn kỷ nguyên, đã là ngày cuối thì tùy hứng một chút có gì đâu." Thanh ma Bạch Dung cầm hỏa ngạc nhiên nhìn Kỷ Linh: "Sao ngày cuối cùng ư? Đi gần 20 hỗn độn kỷ nguyên trong thế giới bình thường, sao đột nhiên lại đến ngày cuối rồi?" Kỷ Linh gật đầu nói: "Ta đã tu luyện gần xong rồi." Kỷ Linh đứng dậy: "Đi thôi." Hắn và thanh ma Bạch Dung cầm hỏa ra khỏi quán trà. Đi một lúc, bốn bóng người dần tan biến thành hư vô. Đám người phòng tục ở xung quanh không hề phát hiện, vẫn cứ sống như bình thường lúc trước. Vèo, bốn người Kỷ Linh hiện ra giữa không trung ngoài thế giới hỗn độn. Thanh ma lên tiếng hỏi: "Kết thúc rồi, ngươi không cần tu luyện nữa sao?" Kỷ Linh gật đầu nói: "Giờ đạo nhân quả của ta tu luyện có thành tựu rồi, hết thảy tự thành viên mãn. Đạo nhân quả đến thành tựu như hiện giờ, vô hình chung ta sinh ra cảm ứng, dù có tham ngộ đạo khác đi chăng nữa cũng không trợ giúp gì cho đạo trung cực hợp đạo đâu." Sau khi có được Thạch Quả Châu, Kỷ Linh chỉ tu hành 38 hỗn độn kỷ nguyên. Thật ra nguyên thần thứ hai luôn giữ thời gian tăng cấp 100 lần, thời gian tu luyện thật sự là hơn 3000 hỗn độn kỷ nguyên. Trong đó đạo phong rất mạnh, rất nhanh, đạo thời gian mất hơn 300 hỗn độn kỷ nguyên, còn lại hơn 3000 hỗn độn kỷ nguyên đổ dồn vào đạo nhân quả. Đạo nhân quả nổi tiếng là khó. Bình thường các vĩnh hằng đế quân tối đa hiểu biết dọc theo nhân quả giết hết phân thân của kẻ địch, còn lại thì mù tịt. Trong chúa tể đế quân mà Kỷ Linh gặp, người có thành tựu nhân quả cao nhất là Dịch Ba đế quân. Tất cả nhân quả trên người Dịch Ba đế quân ngay ngắn có trật tự.
nhân quả không còn là trói buộc, ngược lại bị y khống chế lợi dụng. Thật ra về đạo nhân quả, Dịch Ba Đế Quân chỉ có cấp Thánh Thành Chi Chủ. Kỷ Linh có Bệ Đá Chi Tôn và Thạch Quả Châu, với ngộ tính của hắn hao phí hơn 3.000 hỗn độn kỷ nguyên mới luyện thành là biết khó khăn cao cỡ nào. Đạo nhân quả thành tựu rồi, độ cao xem như vạn vật vạn sự đã vượt qua Chúa Tể và Thiên Nhất Đế Quân. Kỷ Linh gật đầu nói: Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, lại có phong lôi phụ trợ, ta nắm giữ thời không trận pháp huyễn thuật thế giới chỉnh hợp, nhân quả thì ở trong lòng. 9 là con số cực hạn, 10 là viên mãn. Thật ra sau khi thành tựu nhân quả thì Kỷ Linh đã hiểu rằng hắn chỉ cần thành tựu hết 10 kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, thời không, nhân quả là viên mãn. Ngộ nhiều hơn nữa, lĩnh ngộ thêm chút đao đạo, tuyết đạo, hàn băng đạo này nọ cũng chỉ là vô dụng, không sinh ra cảm ngộ cho trung cực kiếm đạo. Kỷ Linh đứng giữa hư không bên ngoài nhân quả, mắt nhìn bốn phương tám hướng. Đạo nhân quả mới thành tựu, Kỷ Linh cảm nhận nhiều xúc động do đạo nhân quả đem lại, nhiều cảm ngộ mới về trung cực kiếm đạo tuôn ra ào ào, dù không thành hệ thống nhưng sẽ trợ giúp cho sau này hợp đạo. Kỷ Linh liếc mắt nhìn qua, thời không chẳng còn là cách trở, các thế giới hỗn độn, từng ngôi sao, thậm chí vĩnh hằng giới xa xôi hơn. Kỷ Linh nhìn thấy hàng trăm cương vực, có cỏ dại chu lên khỏi mặt đất, có phàm tục sống trăm năm chết đi thành nắm đất, có phàm tục bước lên con đường tu hành một lòng muốn thành tiên, có yêu quái đang dãy giụa suốt ngày hoảng sợ e sợ bị tu hành giả giết chết, có đại yêu xưng bá một khoảnh đất giết chóc vô số, có dị tộc sinh sản nhiều đến hàng ức xưng bá một khu. Trong gần 20 hỗn độn, Kỷ Linh tự mình trải qua quan sát cự ly gần, còn có thần ma tiên nhân cường đại tiêu dao tung hoành, có thế giới cảnh cao cao tại thượng xưng bá một thế giới hỗn độn làm người thống trị tuyệt đối, có các thế giới cảnh giành giật lãnh địa chết vì tranh đấu, có thế giới cảnh một lòng tu hành, có các sinh tử đạo quân tôi luyện phiêu bạt trong sự sống chết, không sợ sống chết, cuối cùng đi hợp đạo, dù từng người chết đi vẫn như thiêu thân lao vào đầu và lửa thi nhau tiến lên. Ngẫu nhiên có ít ỏi người thành công thành tựu vĩnh hằng, có tuổi thọ vĩnh hằng. Trong 10 vạn người có 9.999 người hợp đạo thất bại, thân chết đạo tiêu. Tiểu Linh thì thào tự nói: Dưới đến phàm tục, trên đến đạo quân, đế quân đều có con đường của riêng mình, đây chính là văn minh tu hành giả. Kỷ Linh âm thầm khen ngợi: Thật là tốt đẹp. Kỷ Linh thích văn minh tu hành giả như vậy, may mắn thắng chiến tranh thượng cổ, không thì tất cả sinh linh đã bị Tây Tư tộc nô dịch. Tất cả sinh linh trong văn minh tu hành giả nên cảm kích mấy vị chí tôn. Kỷ Linh nghĩ đến đây liền vô hình cảm ứng, vô số sinh linh có nhân quả với chí tôn đều nợ chí tôn, thế nhưng chí tôn đã mạnh đến mức mấy nhân quả vô nghĩa với bọn họ. Kỷ Linh cười nói: Hy vọng văn minh tu hành giả sẽ luôn tồn tại, đừng bị Tây Tư tộc, bị tồn tại đáng sợ khác phá hoại. Ta nghĩ nhiều rồi, thực lực của ta bây giờ ngay cả cầm hóa cũng không bằng. Kỷ Linh cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn sửa sang lại nhân quả của mình. Kỷ Linh sống không lâu, nhân quả nhìn như phức tạp nhưng rất nhanh hắn chỉnh sửa lại. Kỷ Linh cau mày: À, hai cái nút mắc ư? Kỷ Linh phát hiện nhân quả của mình có hai nút thắt, không gỡ bỏ là hợp đạo chắc chắn không thành công. Một cái nút thắt là Kỷ Linh từng lập lời thề bản mệnh trước khi hợp đạo sẽ thu 10 đệ tử cho Thuyết Giáp Đế Quân, tính là đệ tử ký danh. Kỷ Linh biết phải thực hiện lời thề này. Cái nút thắt thứ hai khiến cho Kỷ Linh bất ngờ, đó là cái nút thắt giết Ma Lạc Ba Đại Đế. Lúc Kỷ Linh mới ra khỏi tam giới, chỉ vẹn vẹn là tổ thần, trong vạn thần phủ từng được một trận linh tặng cho một môn bí thuật nằm trong chín đại bí thuật. Trận linh từng nói là kết thiện duyên chứ không bắt ép, chỉ hy vọng người hỗ trợ. Chẳng qua gieo một hạt giống, không mơ xa có thể thành công. Lúc trước hai bên gặp nhau, trận linh không mơ viển vông, chỉ gieo một hạt giống, hy vọng về sau Kỷ Linh có thực lực sẽ giết chết Ma Lạc Ba Đại Đế. Khi đó Kỷ Linh cũng không tự tin chút nào, hắn không dám nghĩ xa như vậy. Cuối cùng hắn được bí thuật Cửu Nguyên Thần Lôi. Kỷ Linh thầm nghĩ: Hiện giờ thực lực của ta đến đẳng cấp Chúa Tể, giết Ma Lạc Ba Đại Đế đã dễ dàng rồi. Tính ra đúng là ta nợ trận linh, nợ vạn thần đạo quân. Nếu lúc ta hợp đạo nhân quả sinh ra chút ảnh hưởng, thì khi đạo trung cực hợp đạo không chịu nổi chút xíu ảnh hưởng, một chút ảnh hưởng nhỏ sẽ làm ta thất bại mất thôi. Kỷ Linh gật gù nói thầm: Phải hoàn thành hai việc này trước khi hợp đạo.
giết Mai Lạc ba đại đế thì phải điều tra ra hành tung, cần chút thời gian. Thu 10 đệ tử cũng cần thời gian. Đi tìm Đạt Phong lĩnh chủ trước, chừng nào về sẽ giải quyết hai việc này. Kỳ Linh nói, việc muốn điều tra Ma Lạc ba đại đế cho Mang Nhai chúa tể nghe. Làm phiền Mang Nhai chúa tể rồi. Mang Nhai chúa tể dù sao cũng là chúa tể số 1 Viêm Long vực giới, lại am hiểu đạo thời không, mạng lưới quan hệ lớn, để lão điều tra rất nhẹ nhàng. Mang Nhai chúa tể tùy ý mà đáp. Ồ, việc nhỏ. Kỳ Linh nói, phải giữ bí mật, đừng để Ma Lạc ba đại đế phát hiện ra rồi chạy trốn trước đi. Mang Nhai chúa tể nói, cứ yên tâm, ta sẽ tự mình làm chuyện này, tuyệt đối không có sai lầm. Nếu ngươi không ngại thì để ta giết giùm cho. Kỳ Linh từ chối, ta tự mình làm thì tốt hơn. Mang Nhai chúa tể tự tin nói, cũng tốt thôi. Lần này ngươi đi chỗ Đặt Phong lĩnh chủ, chờ khi ngươi trở về thì sự việc đã ổn thỏa. Mang Nhai chúa tể biết Mai Lạc ba đại đế ở Viêm Long vực giới hiện tại cụ thể đang ở đâu thì không rõ ràng. Một đế quân ẩn cư ở nơi nào đó thì hơi khó tìm, nhưng Mang Nhai chúa tể ra tay thì trong 10 vạn năm đủ tìm được người. Mời Mang Nhai chúa tể hỗ trợ, xong Kỳ Linh, Cầm Hỏa, Thanh Ma, Bạch Dung điều khiển vực giới Phi Chu rời khỏi Viêm Long vực giới, chạy đi Bí Ma vực giới. Hai vực giới cách hơi xa, vực giới Phi Chu muốn xuyên qua thời không cự ly lớn nhất. Mỗi lần xuyên qua cần tích xúc năng lượng, chuẩn bị rất lâu, cỡ thời gian một tách trà mới xuyên qua một lần. Thời gian êm đềm trôi qua, đã hơn 6 vạn năm. Vèo! Một chiếc vực giới Phi Chu bay ra từ khe hở hư không trong Bí Ma vực giới. Kỳ Linh nhìn ra bên ngoài, mắt sáng rực nói, ồ, đã đến Bí Ma vực giới rồi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Linh đến vực giới khác. Bạch Dung, Thanh Ma, Cầm Hỏa Thần đều hết sức bình tĩnh, vì ba người đều đã đi rất nhiều nơi, chỉ có Kỳ Linh là rất ít kinh nghiệm. Trước khi đến, Kỳ Linh đã tìm bản đồ sao của Bí Ma vực giới. Nơi này cách Thanh Dương Tinh rất gần, xuyên qua một lần là đến rồi. Lại xuyên qua thời không một lần nữa, Kỳ Linh thấy một ngôi sao xinh đẹp giữa hư không phía xa. Nói chính xác hơn là nó giống binh khí siêu lớn. Trên ngôi sao có một số khe rãnh lớn, hoa văn phức tạp. Thanh Dương Tinh là binh khí chiến tranh đáng sợ, đủ để ảnh hưởng thắng thua của cả một khu vực. Chỉ nhìn bằng mắt đã khiến cho Kỳ Linh cảm nhận hơi thở cổ xưa ập vào mặt, cảm giác uy hiếp vô hình. Một giọng nói bỗng vang lên, ồ, bác Minh đạo hữu. Một thiếu niên mập mạp đứng trên Thanh Dương Tinh phía xa, nhìn qua chỗ Kỳ Linh. Dù cách trăm ức dặm, hai người đều dễ dàng quan sát thấy đối phương. Kỳ Linh cất đi vực giới Phi Chu, liền lên tiếng chào, ngũ nghiệp chúa tể. Trước khi đến bái kiến Đạt Phong lĩnh chủ, Kỳ Linh đã truyền lời thông qua liên minh 16 vực giới. Đạt Phong lĩnh chủ rất vui vẻ gặp hắn. Tại Thanh Dương Tinh, bốn người nhóm Kỳ Linh đi đến trước một viện lạc. Ngũ nghiệp chúa tể cười nói, sư tôn đã chờ từ lâu, biết Bắc Minh đạo hữu sắp đến, sư tôn rất vui. Ta cũng hơi mong chờ, sớm nghe đại danh của Bắc Minh và cả hỗn độn nguyên thú Cầm Hỏa Thần, giờ lần đầu tiên được gặp đây. Ngũ nghiệp chúa tể khó nén tò mò liếc sang Cầm Hỏa đứng cạnh Kỳ Linh. Cầm Hỏa mập mạp bự con hơn ngũ nghiệp chúa tể rất nhiều, nó nhìn lại gã nhe răng cười, trông khá là ngon miệng, người rất ngon miệng. Ngũ nghiệp chúa tể nhăn mặt lập tức đẩy cửa ra hét to, sư tôn. Trong viện dưới gốc cây cổ thụ có cái bồ đoàn. Một lão già lôi thôi ngồi trên bồ đoàn, râu ria xồm xoàm, ánh mắt bình tĩnh, mặt mỉm cười. Lão già chỉ một số bồ đoàn bên cạnh nói, Bắc Minh tiểu hữu ngồi đi. Kỳ Linh bước ra chọn một bồ đoàn rồi ngồi xuống, đa tạ Đạt Phong lĩnh chủ. Thanh Ma Bạch Dung cũng ngồi xuống, chỉ có Cầm Hỏa chọn tảng đá to lười biếng nằm lên, chân các chéo. Đạt Phong lĩnh chủ khen, hỗn độn nguyên thú quả nhiên bất phàm. Đạt Phong lĩnh chủ nhìn qua Kỳ Linh nói, Bắc Minh tiểu hữu đến chỗ ta chắc không chỉ để ta xem hỗn độn nguyên thú phải không? Kỳ Linh nói, ồ, có chút chuyện muốn nhờ Đạt Phong lĩnh chủ giúp một chút. Có việc gì cứ nói đi. Đạt Phong lĩnh chủ rất vui lòng giúp đỡ Kỳ Linh, càng giúp nhiều thì về sau hắn hợp đạo thất bại, thân chết đạo tiêu, lão càng có cơ hội lớn được đến Cẩm Hỏa Thần. Kỳ Linh hỏi dồn, ta nghe trong truyền thuyết có hai thứ kỳ chân đều giúp đỡ rất lớn cho việc hợp đạo. Một cái tên là hợp đạo hỏa vân hoa, cái thứ hai tên là hương bảo linh quả. Đạt Phong lĩnh chủ có biết không? Đạt Phong lĩnh chủ ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh,
tiếp theo kinh thán nói: Ghê gớm, thật là ghê gớm mà. Vật hiếm hoi như vậy mà Bắc Minh đạo quân cũng biết ư? Ta nhờ cơ duyên mới biết đến được. Kỳ Linh mừng rỡ hỏi dồn: Đạt Phong lĩnh chủ biết ở đâu có không? Đạt Phong lĩnh chủ nói: Hợp đạo hỏa vân hoa, hương bảo linh quá, xem như kỳ chân trong truyền thuyết đạo quân hợp đạo. Lúc ta đi theo Hồng Nhân Chí Tôn có nhắc đến báu vật hợp đạo, đặc biệt là loại có thể bộc phát ra uy năng thần kỳ trong thời gian ngắn. Hồng Nhân Chí Tôn khen hợp đạo hỏa vân hoa nhiều nhất, hương bảo linh quả thứ hai. Hai kỳ chân này cái nào cũng đều vượt qua động minh ngọc phù. Đạt Phong lĩnh chủ tiếp tục nói: Khi hợp đạo nuốt hương bảo linh quả sẽ tiến vào hoàn cảnh huyền diệu khó giải thích được. Trong hoàn cảnh đặc biệt có thể chia ra 9 hóa thân đều thử hợp đạo, còn bản tôn thì hợp đạo thật, hóa thân đều là diễn biến ảo. Một hóa thân thành công là có thể thừa dịp giúp bản tôn một hơi hợp đạo thành công. Hợp đạo hỏa vân hoa thần kỳ hơn nữa, có thể chia ra 81 hóa thân cùng diễn biến hợp đạo. Đương nhiên ta đang nói đạo quân bình thường, đạo quân càng yêu nghiệt thì mỗi hóa thân tiêu hao uy năng của hương bảo linh quả hợp đạo hỏa vân hoa lại càng lớn hơn. Một số người dung hợp đạo mạnh nhất ăn hương bảo linh quả vào chỉ tách ra một hóa thân, hợp đạo hỏa vân hoa thì có thể giữ 9 hóa thân. Diệu dụng của hai báu vật tương tự nên chỉ có thể dùng một cái mà thôi, không thể sử dụng cùng lúc được. Hơn nữa chỉ khi dùng hợp đạo mới có công hiệu thần kỳ như vậy. Đạt Phong lĩnh chủ nhìn Kỳ Linh cười nói: Sao, như thế nào, Bắc Minh tiểu hữu muốn có hợp đạo hỏa vân hoa ư? Kỳ Linh ngạc nhiên, không ngờ có công hiệu như vậy. Động Minh Ngọc Phù có thể thôi diễn mô phỏng một lần, không bắt buộc sử dụng khi hợp đạo. Khuyết điểm là uy năng không mạnh. Đạo quân nghịch thiên dung hợp đạo mạnh nhất chỉ có thể mô phỏng một phần nhỏ. Hương bảo linh quả mạnh hơn nhiều, hợp đạo hỏa vân hoa lại càng khoa trương, nhưng phải dùng nó khi hợp đạo. Kỳ Linh lẩm bẩm nói: Dùng hợp đạo mạnh nhất sử dụng hợp đạo hỏa vân hoa sẽ có 9 hóa thân nữa. Ta là đạo trung cực, không biết có thể được một hóa thân hay không. Kỳ Linh đã bỏ qua hương bảo linh quả. Đạt Phong lĩnh chủ nói: Ngươi là đạo trung cực đúng không? Kỳ Linh thừa nhận: Đúng vậy. Đạt Phong lĩnh chủ lắc đầu thổn thức nói: Đạo trung cực hợp đạo quá khó, chỉ có hợp đạo hỏa vân hoa kỳ chân số 1 hợp đạo là trợ giúp ngươi đôi chút mà thôi, sợ là trợ giúp rất thiếu hạn. Bởi vì nghe nói đạo quân đạo trung cực sử dụng hợp đạo hỏa vân hoa nhưng vẫn thất bại, chưa từng có đạo trung cực hợp đạo thành công. Mỗi một vực giới có mấy chúa tể, trong vũ trụ hỗn độn bao la càng nhiều chúa tể hơn, nhưng không có một đạo trung cực hợp đạo thành công. Kỳ Linh cười nói: Chỉ cần có một ít trợ giúp là đủ rồi, có thể tăng thêm một chút hy vọng là chuyện quá tốt rồi. Có lẽ ta hợp đạo chỉ thiếu chút xíu thôi. Đạt Phong lĩnh chủ nói: Người rất bình thản, hợp đạo cần sự thản nhiên, nếu lòng hoảng loạn thì chưa hợp đạo đã thua hơn một nửa rồi. Kỳ Linh liền hỏi tới: Đạt Phong lĩnh chủ có biết ở đâu có hợp đạo hỏa vân hoa không? Đạt Phong lĩnh chủ nói: Ta biết, không chỉ một chỗ đâu. Hợp đạo hỏa vân hoa cực kỳ quý giá với đạo quân, nhưng với chúng ta thì chỉ là một kỳ chân hơi đặc biệt, thường dùng để luyện đan. Kỳ Linh mừng rỡ, mắt sáng rực hỏi: Nếu luyện chế hợp đạo hỏa vân hoa thành đan dược có phải giúp ích rất lớn cho việc hợp đạo hay không? Đạt Phong lĩnh chủ vội nói: Không không, luyện chế thành linh đan ngược lại sẽ lãng phí tác dụng hợp đạo. Hợp đạo hỏa vân hoa trợ giúp hợp đạo là bẩm sinh, trải qua luyện chế sẽ lãng phí đi. Hơn nữa phải dùng hợp đạo hỏa vân hoa ngay khi nó chín nở, nở rộ ra. Vượt qua ngàn năm là hơi thở hoàn toàn biến mất rồi, tác dụng dược liệu giảm mạnh trên 9 phần. Kỳ Linh gật đầu hỏi: Có thể hái ở đâu vậy? Đạt Phong lĩnh chủ nhíu mày nói: Người thật sự định đi sao? Toàn là hiểm địa, tuy ta biết nhưng cũng không dám tùy ý mà đi, thường thì sẽ cùng một số bằng hữu tốt cùng nhau đi vào. Kỳ Linh ngạc nhiên hỏi: Sao, hiểm địa ư? Đạt Phong lĩnh chủ nói: Vũ trụ hỗn độn rất thần kỳ, có nhiều nơi cực kỳ nguy hiểm. Vũ trụ mênh mông quá lớn, không biết vị trí chính xác, rất khó tìm ra. Nơi mọc ra hợp đạo hỏa vân hoa dĩ nhiên không có trong vực giới dị vũ trụ bình thường. Vùng đất thần kỳ trong vũ trụ hỗn độn hội tụ vô số tinh hoa mới sinh ra một chút kỳ chân ghê gớm. Những nơi này có căn nguyên vũ trụ hỗn độn bảo vệ rất nghiêm ngặt. Lúc trước Tây Tư tộc
điên cuồng xâm nhập những chỗ này, muốn cưỡng ép cướp đi, nhưng Tây Tư tộc đã phải tử thương rất nhiều. Kỳ Linh hỏi, nơi đó có nguy hiểm gì vậy? Đạt Phong lĩnh chủ nói, có một loại tồn tại tên là nguyên hành giả. Nói như vậy đi, trong hỗn độn bình thường dưỡng dục ra hai loại sinh mệnh cực kỳ hoàn mỹ, một loại là thần thú hỗn độn, loại thứ hai là cổ tu hành giả. Kỳ Linh nhẹ gật đầu, hoàng tộc Mang Nghe Quốc là thần thú hỗn độn, như Kiều Trần thuộc tộc cổ tu hành giả, sinh ra đã là thế giới cảnh, thần thể rất hoàn mỹ. Đạt Phong lĩnh chủ nói, ngộ tính của thần thú hỗn độn hơi thấp một chút, cổ tu hành giả khi thành hình người thì ngộ tính cao hơn rất nhiều. Kỳ Linh cười, hoàng tộc Mang Nghe Quốc đến nay chỉ có một hợp đạo thành công, đó là Mang Nhai Chúa Tể. Tộc thần thú hỗn độn rất khó hợp đạo thành công, như Thanh Ma Chúa Tể, Lam Hạo Chúa Tể đều là thần thú hỗn độn. Thế nhưng ở quê bọn họ chỉ có một mình họ là Chúa Tể, không có một ai khác cả. Họ không cách nào giống Mang Nhai Chúa Tể hy sinh mãi mãi chăm sóc cho những thần thú hỗn độn nhỏ yếu, vì vậy họ cô đơn lang bạt. Từ khi sinh ra họ đã có thói quen cô độc. Trí tuệ của tộc cổ tu hành giả cao hơn nhiều, có nhiều vĩnh hằng đế quân. Đạt Phong lĩnh chủ nói, trong các vực giới hầu như đều có thần thú hỗn độn và cổ tu hành giả rất nhiều. Còn trong căn nguyên vũ trụ hỗn độn cũng dưỡng dục ra hai loại sinh mệnh càng cao hơn. Một loại thì trí tuệ thấp kém, gọi là hỗn độn nguyên thú. Loại thứ hai là sinh vật hình người, trí tuệ hơi cao, gọi là hỗn độn nguyên hành giả, hay còn gọi là nguyên hành giả. Đạt Phong lĩnh chủ liền giải thích, hỗn độn nguyên thú, nguyên hành giả xuất thân cao quý hơn hỗn độn thần thú, cổ tu hành giả rất nhiều, nhưng cũng đi hướng cực đoan hơn. Trí tuệ của hỗn độn nguyên thú như con nít phàm tục vậy, bẩm sinh có thân thể gần như bất diệt. Trí tuệ của nguyên hành giả rất cao, ngộ tính lại siêu cao. Nguyên hành giả vô cùng cao ngạo, không thích chỗ bình thường. Bọn họ thích cư tại những nơi bảo địa, hội thụ vô số tinh hoa, xem nơi đó là lãnh địa của mình. Đạt Phong lĩnh chủ lắc đầu nói tiếp, không giống với hỗn độn nguyên thú có khả năng bị thuần phục, ngộ tính của nguyên hành giả quá mạnh, không thể nào bị thuần phục. Người muốn đi một số bảo địa hái hợp đạo hỏa vân hoa, tương đương với cấp của trong lãnh địa của nguyên hành giả, sẽ chọc giận vô số nguyên hành giả. Kỳ Linh suy tư, hắn không sợ chút nào. Tuy rằng lần đầu tiên nghe đến sinh mệnh tên là nguyên hành giả, thế nhưng Kỳ Linh từng nghe về sinh mệnh kỳ dị sánh bằng chí tôn, loại sinh mệnh ngang ngửa hỗn độn nguyên thú cũng chẳng là gì. Đạt Phong lĩnh chủ giải thích nói, trí tuệ ngộ tính của nguyên hành giả rất cao, nên cũng có điểm yếu. Thân hình của họ không bất diệt như hỗn độn nguyên thú kia đâu, thực lực bẩm sinh yếu ớt hơn nhiều, nhưng có thể tu hành theo thời gian, cho nên nguyên hành giả có mạnh có yếu. Yếu thì cỡ như Chúa Tể, mạnh nhất nghe nói bằng tôn chủ của Tây Tư tộc, có thể chớp mắt giết chúng ta. Kỳ Linh thở phào, mạnh nhất chỉ cỡ bằng tôn chủ của Tây Tư tộc, so với chí tôn vẫn kém hơn nhiều. Nên biết Cầm Hỏa Thần bị ba tôn chủ của Tây Tư tộc bắt giữ, một tôn chủ không bắt được nó. Hơn nữa chắc Kỳ Linh không xu đến nỗi đụng phải nguyên hành giả mạnh nhất kia. Đạt Phong lĩnh chủ nói, năm xưa Tây Tư tộc điên cuồng cướp bóc các bảo địa, bởi vì quá điên cuồng đã chọc giận căn nguyên vũ trụ hỗn độn, cho những nguyên hành giả mượn dùng lực lượng bảo địa tăng thực lực lên rất nhiều, khiến cho Tây Tư tộc chịu thiệt lớn. Nếu ngươi đi thì phải cẩn thận. Đạt Phong lĩnh chủ lật tay lại lấy ra một quyển ngọc giản, đưa thần niệm vào ghi lại nhiều tin tức. Đạt Phong lĩnh chủ vừa nói vừa đưa ngọc giản cho Kỳ Linh, chỗ này cách một hiểm địa khá gần, ngươi điều khiển vực giới phi chu chắc đi mấy chục vạn năm là tới nơi. Ta nhớ chỗ đó có hợp đạo hỏa vân hoa, nơi này ghi lại tất cả tin tức một hiểm địa mà ta đã biết. Nhớ kỹ, thứ ta có thể nói cho ngươi chỉ là đa số tình huống, vì ta không thăm dò hết được, ngươi hãy cẩn thận. Kỳ Linh nhận lấy, đa tạ Đạt Phong lĩnh chủ. Sau khi được tình báo mình muốn, ngay hôm đó Kỳ Linh từ biệt Đạt Phong lĩnh chủ đi trở về. Kỳ Linh phải khử Ma Lạc ba đại đế trước, thu 10 đệ tử rồi mới yên tâm đi mạo hiểm. Dù sao đi ra ngoài mạo hiểm, không có xảy ra bất cứ chuyện gì, không chừng buộc phải hợp đạo ở bên ngoài. Kỳ Linh lại mất hơn 6 vạn năm từ bí ma vực giới về quê hương Viêm Long vực giới. Hắn đi gặp Mang Nhai Chúa Tể ngay. Vèo. Nhóm Kỳ Linh mới vào Mang Nhai Quốc là Mang Nhai Chúa Tể liền phát hiện ra ngay. Lão xuất hiện trên một đỉnh núi cao mở tiệc chào đón.
Mang nhà chú tể cao giọng nói: "Bắc Minh!" Nhóm kỳ linh từ xa thấy thế liền bay qua đáp xuống rồi ngồi xuống. Cầm hỏa bắt đầu hưng phấn mà ăn uống. Mang nhà chú tể uống hai ly rượu rồi sờ râu bạc lắc đầu nói: "Nói ra thật xấu hổ, lúc trước ta tưởng trong 10 vạn năm sẽ tìm được Ma Lạc Ba Đại Đế, không ngờ đế quân tộc Vĩnh Hằng này thật là gian xảo. Ta âm thầm điều tra tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy chân thân của hắn ta. Cuối cùng nhờ Minh Lan giúp đỡ, hai chúng ta bắt tay nhau mất hơn vạn năm, vừa rồi vừa kịp tìm được Ma Lạc Ba Đại Đế." Nghe nói đã tìm được người thì kỳ linh thở phào. Kỳ linh nói: "Ồ, ta phải đa tạ Minh Lan chúa tể rồi." Mang nhai chúa tể cười nói: "Chuyện nhỏ, ba chúa tể chúng ta đều rảnh rỗi mọc móc lên rồi. Nói đến thì Ma Lạc Ba Đại Đế trốn tránh rất cẩn thận. Hắn vì ăn chút tứ bộ đạo quân, e sợ bị đạo minh diệt trừ nên cực kỳ cẩn trọng. Nội bộ tộc Vĩnh Hằng cũng không biết tung tích của hắn ta." Kỳ linh lên tiếng nói: "Nếu thật sự muốn tránh né, phải làm cho người phe mình cũng không biết được, như vậy mới là càng an toàn. À mà bây giờ Ma Lạc Ba Đại Đế hiện đang ở đâu vậy?" Mang nhai chúa tể lên tiếng đáp: "Hắn ta ở tại Lạc Lan vực thuộc Lạc Lan Vĩnh Hằng Giới." Kỳ linh nhẹ gật đầu: "Sao, Lạc Lan Vĩnh Hằng Giới ư?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 247 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.